Quý bà con nha, hiện tại bây giờ cũng là 21:30 thì hôm nay em quay cho bà con theo dõi sức khỏe của động vật sim. Hôm nay là cũng được 3 ngày tuổi thì hôm nay em quay cũng hơi cả trận xíu vì vô chuồng ấm lúc nào cũng nóng nên phải cả trận. Thì kênh của em là hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con, thì kênh em hoạt động miễn phí. Bà con xem hãy đăng ký kênh, like, share và ủng hộ em. Mọi thắc mắc bà con hãy liên hệ qua số điện thoại 0867683575. Thì những cái clip trước đó em cũng có chia sẻ với bà con á. Chuồng vịt ấm làm sao á, thứ nhất là nó đủ nhiệt độ, thứ hai là khô ráo, tránh gió lùa cũng như là ẩm ướt. Thì đàn vịt hôm nay là được đúng 3 ngày tuổi luôn. Đây thì em cũng hôm nay em đi làm thì tối nay em vô em trực ấm vịt cho khách, thì cũng mới vô xử lý cái nền chuồng xong là xử lý bằng bằng trấu. Thì đây là cái hiện trạng tự nhiên nha, đây là em không lùa cũng không kêu không gì hết á. Thì nhiệt độ của lý tưởng trong chuồng ấm hiện tại bây giờ nó khoảng 33 độ đó. Thì những clip trước em cũng nói với bà con, chia sẻ với bà con á, là nếu mà nhiệt độ nó lý tưởng và nó đạt mà đủ ấm cho con vịt á, thì tổng đàn nó sẽ tản đều ra ra như này đây. Thì và đàn vịt này thì em đang cắt nước để một xíu nữa em pha thuốc. Đây một con này nằm tản rất là đều. Bà con lưu ý nha, nước thì mình phải kê lên bằng cái cục gạch thẻ hoặc là lấy một cái đế bình cùng loại đó mình kê lên đó. Ấm sàn hay ấm đất thì em không cần biết, miễn sao đàn vịt khô ráo đủ ấm. Nếu mà đàn vịt mà ấm nhiệt độ lý tưởng mà tốt quá, đàn vịt sẽ tản đều như này, kể cả ngày hay đêm. Ban ngày thời tiết nắng nóng thì mình tắt bớt đèn ấm và mở bạt ra cho nó thoáng, còn ban đêm thì nếu đang cái mùa này mùa lạnh thì cần che cái chuồng cho nó kín, tránh gió lùa. Đặc biệt là những cái khu vực nào mà bình nước mà nó bị dịch rỉ ướt thì mình nên xử lý bằng trấu hoặc như nào đó cho nó khô ráo, không để ẩm ướt. Nếu mà để ướt đó, thì dịch nó lạnh là nó sẽ bị thương hàng. Đây thì này là 3.000 con thì em chia ra 3 ô đó. Thì này đang khát nước là nên là nó bu chân em. Thì 3 ngày tuổi thì tối hôm qua là em đã làm cho uống vaccine viêm gan và kháng thể đó. Thì tới nay thì em chỉ ấm bằng các loại là men, thuốc bổ, điện giải và cái giải độc gan. Giải độc gan là em mua những loại tái tạo gan và giúp gan khỏe mạnh đó. Thứ nhất men thì giúp tạo hệ vi sinh, cái đường tiêu hóa cho con vịt nó tốt hơn, cứng cáp hơn, tiêu hóa bắt mồi tốt hơn. Thứ hai là điện giải là bù nước. Thứ ba là thuốc bổ là cũng như giúp tăng lực cơ cho con vịt. Thứ tư là cái gan, giải độc gan thì giúp tăng cường cái tế bào gan cũng như là cái gan nó hoạt động tốt hơn đó. Đây là nhà, cái hình thực tế ở trại vịt sim em đang ấm cho khách. Các bạn thấy không, rất là đều, không có tụ nha. Nếu mà cảm quan mình ấm đàn vịt mình thấy nó tụ hoặc nó gơm mà đóng lại là đàn vịt nó đang bị lạnh. Bà con cần lưu ý giùm em. Thì trong quá trình chăn nuôi bà con có cần hỗ trợ tư vấn về chăn nuôi, cám, thuốc, thú y cũng như là phát đồ điều trị hoặc là quy trình chăn nuôi thì liên hệ qua số điện thoại 0867683575 hoặc comment phía dưới video. Em sẽ liên hệ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho bà con. Em xin chào tất cả bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại bà con.